Chúng con kính chương Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Phần ngữ Pali bài 30 biến cách tính từ tận cùng bằng văn tú và man tú. Pali vui đại học. Kết cuộc vô duyên. Như sự ba chữ in quý giá hay tú bách chá giá trong tiếng Pali mang nhiều nghĩa chồng lấn rắc rối, tương tự như ba chữ căn nhân duyên trong Hán Việt. Nói đại khái thì in quý giá là căn hay quyền, chỉ cho nền tảng hay cơ sở cơ phận, như chữ vakuti trong Anh ngữ. In quý giá có thể chỉ cho sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mà cũng là năm căn tu: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Chữ hê tu được hiểu là căn nguyên, bao gồm cả nguyên nhân và cội rễ. Chữ bách chá giá dịch là duyên, chỉ cho tác động hay ảnh hưởng, bao gồm tác động sanh khởi hoặc ảnh hưởng. Duyên bao gồm cả hai: năng duyên tác động và sở duyên bị hay được tác động. Nói tổng quát thì dường như không có gì khó hiểu, nhưng đi vào chi tiết có nhiều rắc rối. Thu thúc sáu căn mang ý nghĩa khác với quân bình năm căn. Các phát sanh do nhân dê tham ma hê túc bá phá hoa, chữ nhân đó không giống như chữ nhân trong sáu nhân: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Nếu đi đường tự nhiên gặp nhiều phiền phức, người ta bực bội, thật vô duyên. Nhưng theo Phật Pháp thì có duyên mà là nghiệp duyên, căm, mắc bách, trả giá. Còn nữa, người tạo phước rồi phát nguyện do phước đã tạo là thiện duyên chứng đắc niết bàn. Ý đăng mê quân nhân niết bán nát sắp bắt cho vô hô tú. Nhưng ít người biết niết bàn vô duy, nên vô duyên vì không do duyên tạo. Và con đã đọc xong phần Pali Vui Đại Học. Sau đây chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và chúng con kính thỉnh Ngài. Học theo cái cách chữ nghĩa bất định nghĩa ở trong cái phần Pali Vui Đại Học. Trước hết thì là chúng ta nói đến từ gọi là chữ Indriya. Cái chữ Indriya nó chỉ có một nghĩa thôi, nhưng mà khi dịch đó thì xưa và nay dịch hai chữ là căn. Và cái chữ quyền thì hai chữ đó, nếu mà xài cái chữ quyền thì nó sát nghĩa hơn là xài chữ căn. Bởi vì xài chữ căn đó, chúng ta bị nhầm lẫn với chữ căn Mulaka là một, là gốc rễ. Và chúng ta xài cái chữ Sala Yatana lục căn đó. Chữ Ayatana có đôi khi cũng dịch là căn, cho nên nó dễ bị nhầm lẫn. Còn xài chữ quyền thì không có bị trùng lập với ai cả.
Nhưng mà chữ quyền đó, chữ Indriyang, chữ Indriyang đó tức là Indo Indang Isariyang, Indang Isariyang Karotiti Indriyang. Có nghĩa là cái pháp nào mà nó có cái chức năng cai quản một cái lĩnh vực theo cái khả năng quyền hạn thì cái đó gọi Indriyang, tức là pháp quyền, chúng ta gọi là quyền. Bây giờ người ta cũng dùng cái chữ quyền để chỉ cho một người mà quản lý trong một cái công việc nào đó, họ có đủ cái hiệu lực để mà họ quyết định cái công việc đó thì như vậy gọi là quyền, hay là người có thẩm quyền trong cái lĩnh vực đó. Thì ở đây đó, trong thắng pháp khi mà đề cập đến chữ quyền Indriyam, nó có tới 22 quyền. Khi nói đến sắc pháp, những thứ sắc mà nó có cái quyền hạn độc lập trong một cái vai trò độc lập, như là chắc quân đi dân, nhãn quyền sô tin đi dân, nhĩ quyền tha điên đi dân, tỷ quyền chi quy hình đi dân, thiệt quyền ca dinh đi dân, thân quyền mắt dinh đi dân, là ý quyền chi vi tin đi dân, là mạng quyền. Đức khinh đi dân là khổ quyền, xúc khinh đi dân là lạc quyền, sô manát sinh đi dân là hỷ quyền, đồ manát sinh ri dân là ơ quyền, ô bác khiên ri dân, ô bác khiên ri dân là xã quyền. Rồi sách khiên ri dân tính quyền, quyền dân ri dân tấn quyền, sách khiên ri dân là điện quyền, sách ma thiên ri dân là định quyền, bệnh dân ri dân là tuệ quyền. Rồi thêm nữa là vị tri quyền, dĩ tri quyền, phụ tri quyền, vân vân. Thì như vậy á, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nam tính nữ tính, với sắc mạng quyền, tám cái sắc đó đó, nó có một cái lĩnh vực, chẳng hạn như con mắt thì cái quyền hạn của nó đó là cái khả năng thu bắt cảnh sắc, mà ngoài cái sắc chắc và xà đá thì không có một cái sắc nào thay thế để làm cái công việc đó hết. Cho nên chính vị mà chắc cũng và xà đá là thần kinh nhãn á thì được gọi là nhãn quyền, vân vân. Thì lấy trên cái lĩnh vực này, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, cái sắc sắc tố nam, sắc tố nữ, mỗi một cái sắc sắc tố đó
nó đều có cái khả năng riêng biệt, là nó thể hiện ra cái tính cách của giống đực, thể hiện ra tính cách của giống cái, cho nên mới gọi là nữ quyền nam quyền. Rồi còn sắc mạng quyền đó thì nó có một cái chức năng độc lập riêng biệt, là nó cai quản cái sự sống còn của sắc, rồi sắc mạng quyền. Rồi qua đến 15 cái hay là 14 rưỡi, bây giờ chúng ta cho là 15 đi, 15 danh quyền đó, thì ý quyền là tâm, cái chức năng của nó là biết cảnh. Rồi mạng quyền, cái tâm sở mạng quyền hay sở hữu mạng quyền cũng là manasika, hay gọi là chimitindriya, chimitindriya chetasika, là nó cai quản hay là nó duy trì cái sự sống còn của danh pháp trong ba sát na tiểu là sanh trụ diệt. Thì như vậy gọi chung là mạng quyền, nhưng mà chia làm hai, tức là sắc mạng quyền thì cái sắc pháp này nó cai quản cái sự sống còn của sắc pháp, của sắc bọn. Còn sở hữu mạng quyền đó, tâm sở mạng quyền thì cai quản sự sống còn của sắc na danh pháp. Cho nên nếu mà kể 22 quyền thì chúng ta kể mạng quyền có một thôi, nhưng mà chúng ta tách ra thì có mạng quyền sắc và có mạng quyền danh. Do đó nếu mà sắc thì có 7,5 sắc quyền, còn nói danh thì có 14,5 danh quyền. Vì vậy hai cái 7,5 14,5 gom lại thì thành 10, thành 22, thành 22 như vậy đó. Rồi nếu mà nói về vấn đề mà cai quản trong cái việc, trong cái cảm giác á, thì đó là khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xả quyền. Rồi tính quyền, tấn quyền, địa quyền, định quyền, tuệ quyền. Tính quyền, cái tâm sở tính đó là nó cai quản trong cái việc là thanh lọc, thanh lọc ô nhiễm của tâm. Rồi tấn quyền tức là nó cai quản trong cái việc là đôn đốc, làm cho sung, làm cho năng động các pháp luân sanh. Niệm quyền tức là nó cai quản trong việc là ghi nhận cảnh, các pháp luân sanh ghi nhận cảnh một cách chính xác. Định quyền tức là cái khả năng mà nó tập trung các pháp động sanh trong ngay vào cảnh, không có để bị tán loạn. Và tuệ quyền thì nó cai quản trong cái việc giúp cho các pháp động sanh được sáng suốt, không có ở trong bóng tối vô minh. Còn cái mà vị tri quyền tức là chỉ cho trí tuệ ở trong sơ đạo, vị dĩ tri quyền là trí tuệ trong sáu cái pháp hữu học ngoài sơ đạo và ngoài tứ đạo, ngoài tứ quả. Còn cụ tri quyền là chỉ cho trí của tứ quả, tâm tứ quả.
Cái này ở trong Thắng Pháp chúng ta đã học rồi. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cũng phải tách ra. Nói là nói 22 miền là phân tích Pramattha, tức là cái pháp chân đế, hay là cái pháp sắp phà quá, là thực tính của pháp là như vậy. Nhưng mà thường khi đó nói ở trong kinh tạng, thí dụ như trong Pháp Cú nói rằng Supha nu phát sinh vi ha tăng in ri di số a sang vô tăng phô chân nam hi a mắt tay nhung cu tăng hi nó quy dân tăng quê và sa hati maro qua tô rút khăn và đức bà lạc. Người sống nhìn tịnh tướng, tức là nhìn cái vẻ đẹp, nhìn thấy cái vẻ đẹp, không thu thúc các căn. Ở đây ngài dịch là không không thu thúc các căn, xài chữ căn chứ không có xài chữ quyền. Ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác chẳng chuyên cần, mà quỳ hiếp kể như gió lai kỳ yếu, vân vân. Thì chữ in đi giá trong trường hợp này nữa, là để chỉ cho năm quyền: nhãn quyền, nhĩ quyền, tiến quyền, thiệt quyền, tân quyền, ý quyền, hay sáu quyền, hay là lục căn á, gọi là lục căn, thu thúc lục căn. Và người mà không có tu tập á, tức là không có thu thúc lục căn, thì ở đây chúng ta phải hiểu cái này giống như là những cái cơ quan. Còn khi mà chúng ta nói đến cái pháp Bồ Đề Phần Bồ Tát Đá, thì trong đó có Panh Chinh Ri Giác, tức là ngũ quyền, tính tấn niệm định tuệ, là năm căn tu tập, năm căn tu tập đức tin, tinh tấn, niệm, định và tuệ. Tính tấn định định tuệ đó, thì đó là nói năm cái pháp tu tập. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái sự thu thúc lục căn là chúng ta nói đến sáu quyền: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Còn khi chúng ta nói đến năm căn tu tập là chúng ta nói đến ngũ quyền: Panh Chinh Ri Giác, tính tấn niệm định tuệ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến In Ri Giác, Panh Chà Giác, tức là duyên, ở trong 24 duyên duyên hệ đó, mà nữa chúng ta sau này chúng ta sẽ học tới, là chúng ta đề cập đến 22 duyên có 22 quyền, đến 22 quyền mà khi nãy chúng tôi đã kể. Thì thưa quý vị, Diêu Khê chứ không phải là đơn giản. Để hiểu được một từ, một thuật ngữ Phật học, là chúng ta cần phải biết nhiều, biết đa diện, biết mọi khía cạnh. Chữ đó, chữ in ri giác được xài ở trong trường hợp đó là chỉ cho cái chi pháp nào, trong trường hợp này chỉ cho chi pháp nào, và có cần thiết, khi nào cần thiết xài cái chữ dịch đó, như là chữ quyền thì xài quyền, chỗ nào xài chữ căn. Như bây giờ chúng ta nói người tu là phải thu thúc lục căn, chữ căn đó chúng ta phải hiểu là chữ in đi giác, nhưng mà không có ai nói thu thúc lục quyền hết, không có ai nói thu thúc lục quyền. Do đó tùy theo chỗ mà chúng ta dịch cái nghĩa, nhưng mà trên hết là cái ngữ nguyên
hay là ý nghĩa nguyên nguyên của nó là chúng ta phải nắm, chúng ta phải nắm. Indam isaryam karotiti indriyam là chúng ta phải nắm, phải nắm cái nghĩa đó đó, để mà chúng ta xài chung cho tất cả. Thì hễ chúng ta nắm được cái gốc đó, thì ở đâu chúng ta xài cũng được hết. Quý vị đốn cây cây tre, bởi vì chặt cái gốc rồi nó ngã nằm dài xuống. Nếu mà chúng ta không khéo nắm được cái gốc để chúng ta kéo đi đó, mà chúng ta cứ nắm nhánh chúng ta kéo, nó cản trở chỗ này cản trở chỗ kia, nó vướng chỗ này vướng chỗ nọ. Cho nên cái người nông dân mà họ biết cách đó, họ đốn ngã nằm xuống mà họ nắm ngay cái gốc, cái gốc cái tre đó, cái gốc tre mới vừa đốn đó, nắm đó kéo đi thì nó tuột, các cái nhánh nó xếp lại, nó cản, nó không có bị cản trở đâu. Cũng như chúng ta học Phật pháp cũng vậy. Đó là cái từ thứ nhất mà chúng ta học trong ngày hôm nay đó. Bây giờ chúng ta lại nói qua cái từ gọi là hay túng, cũng là một chữ rắc rối chứ quý vị, rắc rối. Nhưng mà cũng như chúng tôi nói quý vị, nó tùy theo ngữ cảnh mà xài. Chúng ta không nên với một cái ký văn hạn hẹp rồi chúng ta chấp một chữ nào mà chúng ta biết. Thí dụ chúng ta nói hay túng mà chúng ta chỉ học trong thánh pháp á, thì chúng ta nghĩ chữ hay túng ở đây là lô pháp, đồ sát mồ hát, tham sân si, nhân tham nhân sân nhân si, hay là alo pháp adu sa amu ha là nhân vô tham vô sân, nhân vô sân nhân vô si. Chúng ta chấp lấy chữ chữ nhân là cái sáu nhân tương ưng đó, hệ tu bách hệ tu sầm vô tác. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái chữ hệ tu xài nghĩa rất là rộng. Chữ hệ tu nó còn xài ở trong cái nghĩa là nhân quả nữa. Ở đây chữ hay túng nó đồng nghĩa với chữ cầm mắt là nghiệp. Cho nên khi mà chúng ta nói đến hay túng với ba cô, tức là nhân và quả, nguyên nhân và hậu quả, là chúng ta phải hiểu cái chữ hay túng trong trường hợp. Còn cái chữ hê tú mà chúng ta xài trong cái nghĩa thường thức á, nó có nghĩa là nguyên nhân hay là lý do. Thí dụ như chư tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn rằng: cô hê tú cô bách chì vô phan tê, bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì duyên gì lời nói ấy được nói lên? Khi mà hỏi thì các vị tỳ kheo nghe Đức Phật này nêu lên cái đề pháp á, thì các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật: cô hi tú cô bá chi vô, tức là do nhân gì duyên gì? Thì ở đây quý vị lại móc thêm cái chữ bá giá giá mà chút xíu chúng ta học á, thì cái chữ bá giá giá như chữ hi tú trong trường hợp này để nói lên cái lý do gì, nguyên do gì, cho nên dịch là nhân gì duyên gì. Thì cái chỗ hệ trú ở đây là chúng ta phải phải hiểu theo cái nghĩa đó. Rồi cái chữ hệ trú nó đồng nghĩa với cái chữ đi đa ná là duyên, duyên sự. Khi mà nói đến sa quát thi hệ túng hay là sa quát thi đa ni đa năng, tức là nguyên nhân ở tại sa quát thi, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe như thế này, vân vân.
Thì như vậy đó, chữ hê tú và chữ ni đa ná, tức là nói cái duyên sự, cái duyên sự hay là cái nguyên nhân mà Đức Phật là thuyết cái thời pháp. Nên chữ hê tú ở đây đó không phải chỉ có mỗi một ý nghĩa là hê tú sâm vô tát, là nhân cơ ngưng tham sân si vô tham vô sân vô si đâu. Nhưng mà chữ hê tú cũng không phải chỉ có mỗi một nghĩa là chỉ cho nhân quả. Chữ hê tú cũng không phải chỉ mỗi một nghĩa tức là lý do nhân gì duyên gì. Chữ hê tú cũng không phải chỉ để chỉ có một nghĩa là duyên sự xảy ra, nguyên nhân ở đâu. Nguyên nhân Đức Phật đã thuyết bài kệ này do nguyên nhân gì thì trong trường hợp đó đó là cũng xài chữ hê tú. Cho nên chữ hê tú xài có nhiều trường hợp, có nhiều nghĩa, chúng ta phải tùy theo chỗ, tùy theo ngữ cảnh, tùy theo trường hợp, chứ không có phải nói rằng chỉ có một nghĩa chết đó. Đây cũng là một cái trường hợp mà cười ra nước mắt đó quý vị. Nếu khi mà chúng ta dịch kinh, chúng ta đọc dịch kinh, dịch sách, và chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta cũng phải cẩn thận. Thật ra Pali vui để học, nhưng mà gặp những cái trường hợp này chúng ta vui, chúng ta cười ra nước mắt, chứ không phải chuyện chơi đâu. Cũng chúng tôi không hiểu là do cái nhân duyên gì đó mà tự nhiên không cái thượng tọa Giác Đẳng đẩy chúng tôi viết một hồi là chúng tôi phải đảm trách ngay cái mục này. cái mục vua địa học, Bali vua địa học. Cũng may là chúng tôi chưa có gặp cái trở ngại, chứ không thì cũng mệt mỏi lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái chữ thứ ba là chữ bách chay giá. Cái chữ bách chay giá này nó cũng là một cái chữ khiến cho chúng ta phải cười ra nước mắt. Chưa đâu thưa quý vị, có trong tiếng Bali đó, nó có những cái từ mà tôi xin thưa quý vị là khi mà chúng tôi dịch kinh, dịch sách mà chúng tôi gặp cái từ đó là chúng tôi ngao ngán. Chúng tôi ngao ngán. Nhưng mà chúng tôi không nói ra, nếu mà nói ra mai mốt thượng tọa Giác Đẳng sẽ lấy cái từ đó để mà đưa vào bài học là chúng tôi nhức đầu. Thưa quý vị, cái chữ bách chay giá đó, trước hết là chúng ta nói về cái chữ duyên. Ở trong cái duyên hệ, thí dụ như Kusalo Thambo Kusalasa Thammasa Aramana Pachyaye Na Pachyayo. Như vậy chữ Pachyayo trong trường hợp này có nghĩa là duyên trợ, pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Thì chữ Pachyaye đó có nghĩa là pháp này nó trợ cho cái pháp kia sinh khởi. Hoặc là như nói Avijja Paccaya Sankhara, do duyên vô minh có hành. Sankhara Paccaya Vijnana, do duyên hành có thức, vân vân. Thì như vậy chữ duyên trong trường hợp này có nghĩa là trợ giúp cho sanh ra. Thì như vậy được gọi là Bách Chay Giá.
Nhưng mà chúng có cái giá đó. Trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu là cái điều kiện trở sanh ra các pháp hữu vi nó đồng nghĩa với chữ sankhara, tức là hành. Cho nên các pháp hữu vi, các pháp sati sankhara, nó cũng đồng nghĩa với chữ sape sapacaya. Sapacaya là hữu duyên, hữu duyên quý vị. Còn niết bàn là asankhata, là vô vi. Thì niết bàn cũng có nghĩa là sapacaya, là vô duyên. Vô duyên đây không phải là xấu, mà nói là cái nhỏ đó nói chuyện vô duyên quá. Thì cái đó là xấu, nhưng mà chữ vô duyên trong trường hợp này có nghĩa là không có cái điều kiện trợ sanh. Niết bàn không có điều kiện trợ sanh, cho nên gọi là vô duyên. Khi biết cái này rồi, mai mốt ai mắng mình là đồ vô duyên thì mình nghĩ rằng nếu mà được đạt tới cái trạng thái vô duyên là tôi mừng quá, tức là đạt tới niết bàn. Còn bây giờ thì mình vẫn còn là hữu duyên chứ chưa phải là vô duyên đâu. Cho nên khi mà nghe người ta mắng là vô duyên, mình đừng có giận và nghĩ là người ta đang chúc cho mình sớm được vô duyên, tức là sớm được niết bàn. Cái chữ vô duyên, cái chữ duyên bất chấp giá, nó còn có cái nghĩa khác. Mà khi nãy chúng tôi nói với quý vị đó là cái lý do cô hi tú cô bách chi vô, do nhân gì duyên gì Đức Thế Tôn lời nói ấy được nói lên. Thì như vậy chữ bách chi giá trong trường hợp này cái nghĩa đơn giản là chỉ cho cái lý do. Còn ở trong một nghĩa khác nữa đó, hôm trước chúng tôi nói với quý vị, thí dụ như Chattaro Pachaya, tức là bốn món vật dụng. Và ở trong bốn cái điều giới Parisuddhisila, tứ thanh tịnh giới của các vị tỳ kheo đó, thì cái giới thứ nhất gọi là Patimokkha Sanvarasila, là biệt giải thoát thu thúc giới. Indriya Sanvarasila là thu thúc lục căn giới, giới thu thúc lục căn. Rồi Achiwa Parisuddhisila là nuôi mạng thanh tịnh giới, giữ mạng thanh tịnh giới. Còn giới thứ tư gọi là Pachaya Sannisita Sila, tức về lời già, tức là giới mà liên hệ đến bốn món vật dụng hay là nhu cầu. Khi mà thọ dụng y phục, vật thực, sàn tọa, thuốc trị bệnh, y phục gọi là chivara, vật thực gọi là pindapata, sàn tọa hay là trú xứ gọi là sena sanna và kilana, bất kỳ về về satcha parikara là dược phẩm trị bệnh đó. Khi mà thọ dụng bốn món vật dụng đó, thì cái giới của vị tỳ kheo là phải quán rồi mới thọ dụng. Thì như vậy chữ Pachaya trong trường hợp này phải hiểu là tứ sự hay là bốn nhu cầu vật chất, bốn nhu cầu vật chất của vị sa môn. Chúng ta phải hiểu gì chứ chữ Pachaya trong trường hợp này chúng ta không nên dịch là duyên hay là lý do. Chúng ta không nên dịch hai cái chữ đó, mà chúng ta phải dịch nó là
nó là vật dụng, cũng rắc rối chứ quý vị. Nhưng mà có điều không sao cả, chúng ta xài riết rồi cũng quen quý vị. Chúng ta xài, xài từ Phật học riết rồi chúng ta cũng quen. Nhưng mà với điều kiện là ngày nào cũng phải gặp, ngày nào cũng phải trải nghiệm qua các cái từ đó. Riết rồi hễ chúng ta vừa gặp mặt cảnh là chúng ta biết cái chỗ này nó nằm ở đâu và nói như nào, dịch ra sao. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng là ở cái tiết mục mà Bali vui để học đó, nếu mà chúng ta chú ý nhất là các Phật tử nào mà có cái tâm ưa thích học Bali, có cái tâm nhạy bén chút xíu, chúng ta lắng nghe để chúng ta học hỏi thì chúng ta sẽ biết nhiều thú vị. Còn khi mà chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy chán dội ngược, chúng ta không có tiếp thu được thì xem như là suốt cuộc đời của chúng ta thì chỉ biết có một vài bài kinh Nam Mô Tát Sát Phật Hoa Tô vậy thôi, chứ chúng ta không biết nhiều thêm cái chữ Bali nữa. Thì đó là ba cái từ mà ngày hôm nay chúng ta được học là cái chữ Indriya, chữ Hi Tú và chữ Pachiya. Chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa bấy nhiêu đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần Bali Nhật Hành. Trong cái phần Bali Nhật Hành hôm nay chúng ta sẽ học chánh văn của năm pháp quán mà gọi là Pancha Apinha, Apinha Pacha Vekhana, là năm điều quán tưởng. Nếu mà người Việt Nam, Phật tử Việt Nam quen thì Thế Tôn lời dạy tổ tượng năm điều quán tưởng phải từ sắc ca, ta đây phải có sự già. Thế nào tránh thoát lúc qua canh tạng, ta đây bệnh tật phải mang. Thế nào tránh thoát đặng ăn mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành. Thế rồi tránh thoát tử sanh đứng trì, ta đây phải chịu phân ly. Nhân vật yêu mến ta đi biệt mà, ta đi với vị của ta dù cho tốt xấu tạo ra tận mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Quý vị nhớ dùm là ta thọ quả báo phân minh kết thành, chứ đừng có đừng nghe học người ta lớn rồi chúng ta nói ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Có nhiều người nói bởi vì mình thọ quả ác mà sao kiết tường được. Khi mà chúng ta làm nghiệp thiện hay nghiệp ác thì chúng ta sẽ thọ quả báo nó kết thành, chứ đừng có để quả báo phân minh kiết tường. Chứ kiết tường là tốt chứ mình gì. Không biết tại sao mà cái người họ tụng như vậy mà họ lại cảm thấy ngọt miệng, họ cảm thấy là suông câu mà họ không nghĩ đến từ ngữ nghĩa thôi quý vị. Cho nên Phật tử chúng ta phải chỉnh lại. Còn ở đây chứ, trong cái nghĩa năm bài này thì Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ lụy chẳng dành riêng ai, xuân sinh rồi cũng tàn phai, thời hoa mộng tựa xương mai độc cành, tâm thân tứ đệ hiệp thành ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay, dù cho thọ mạng ngắn dài khổ kim nào kẻ thoát tay tử thần. Để nói về sự chết, người thân ly biệt người thân trăm năm bao lượt khó ngăn lệ nhòa. Để nói về cái sự ly biệt người thân, mỗi người riêng nghiệp hiểu đa, rừng mê khổ phải qua một mình. Rồi bốn câu chót đó, thì cái này phụ họa thêm. Tự sinh nói tiếp, tự sinh trầm lưng khởi sự, khởi tự vô minh cội nguồn, trí nhân hiểu lẽ vô thường, tinh gần tu tập thẳng đường vô sanh. Thì khi mà chúng ta dịch ra là kinh Nhật Hành đó, thì trong cả hai bài đó thì chúng ta dịch sao đọc lấy cái ý nghĩa thôi. Còn ở trong tiếng Bali đó, thì bây giờ chúng ta chú ý Chara thammam hi charang aditito
Vyathi thammam hi vyathi nganetito marana thammam hi marana nganetito sapehi mebhyehi manapehi nanakavo vinakavo kamas kamhi kamadayado kamayuni kamapanthu kamapatisarno yang kamangrisami kalayanangwa papakangwa tasadayado phungisami. Thì ở đây chúng ta có năm điều Đức Phật dạy, năm điều cha ra tham mong hít cha răng anetito là một điều. Cái chữ cha ra tham mô là chỗ cắt số ít, còn chữ chữ m với chữ hí đó là âm hí, chữ á m âm hí. Nhưng mà tại vì cha ra tham mô với chữ âm hí bỏ cái chữ ác đi, thành ra ghép chung lại thành cha ra thâm mông hí, có cái động từ âm hí. Âm hí có nghĩa là ta là, ta là, nhưng mà chỉ trợ động từ, đừng có dịch là mà phải hiểu là cha ra thâm mô âm hí, ta phải già, ta phải già. Chữ thâm mô ở đây chúng ta khổ dịch nghĩa là pháp, mà chữ thâm mô có nghĩa là tự tánh, tức là cái bản chất tự nhiên, tự nhiên phải già. Cho nên cái chữ thâm thamada thamata thamata có nghĩa là tự nhiên. Khi mà chúng ta gặp, khi chúng ta đi đến cái bàn, mọi người đang xôn xao, họ đang ăn, cái họ thấy mình đến, gặp vị hòa thượng đi đến, cái họ đứng dậy này kia, cái mình nói ồ thamata thamata, tức là tự nhiên đi, cái nghĩa gì. Cho nên cái chữ này là điều kiện tự nhiên, ta phải có sự già hay là ta phải bị già. Cha răng là đấu cách, anatito tức là chữ anh đá là chữ an, chữ ná đó. Còn chữ atito, atito tức là atarati, tức là vượt qua. Anatito là không thể qua, không vượt qua được. Chara tham mong hi charang anatito, ta phải bị già, không thoát khỏi sự già. Chúng ta nhớ vậy, ta phải bị già, không thoát khỏi sự già. Rồi câu thứ hai chứ bia thí thâm âm hi bia thí ngà đi ti tô, thì ở đây chữ bia thí nó đồng nghĩa với chữ a pa thá, tức là bệnh tật, bệnh đau. Chữ ruga cũng là bệnh. Chúng ta học cái từ Bali nó có ba cái chữ bệnh, nhiều cái chữ bệnh lắm thưa quý vị, nhưng mà lấy ba chữ thôi. Bia thí, bia, bia thí. Khi mà đọc cái chữ pya thí, chữ pya, chữ p ở đầu là chúng ta phải ngậm miệng lại, rồi chúng ta bung ra mới có chữ pya, pya. Chứ chúng ta đừng có đọc là chữ bờ da thì nghe nó không có hay được. Pya thí, pya thí, tham mâm thí, pya thí ngà ni ti đô. Cho nên là chữ roga đồng cũng là bệnh, apatha cũng là bệnh, đồng nghĩa với chữ vyathi. Thì vyathi tham mong hi vyathi anetito, ta phải bị bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Câu thứ ba đó, cái pháp thứ ba là chúng ta phải quán tưởng marana tham mong hi marana anetito. Chữ tham mong hi chúng tôi đã giải thích cho quý vị, chữ âm hi. Vị nào sư tuệ đức hay sư tuệ tri tắt dùm cái chữ đó dùm, nãy đến giờ chưa ai tắt cái chữ này. Marana tham mô, marana tham mô, rồi âm hí. Tại sao tắt cái chữ tham mâm hí là sao? Marana
tham mô, rồi chữ âm hí, viết dính, viết một câu một thôi. Không được. Sư để cái chữ Maranatthamo cách khoảng rồi chữ âm hí. Tại sao mà xuống giọng chi? Xuống giọng chi người ta nghe, người ta sẽ không hiểu. Maranatthamo khoảng cách âm hí. À, vậy đó. Làm giống như cái cú pháp tin nhắn. Đã tôi nói khoảng cách thì là mình chỉ nhịp bay được rồi, mình đâu có cần chi gạch tối, không cần. Dạ vậy đó, giữ ác tới giờ này mới được. Thì cả những cái từ kia chúng ta cũng đều giữ cái, đều có cái này gọi là sanh thí, là hợp âm. Chữ marana thâm mô tức là cái điều tự nhiên hay là cái tự tánh là chất, cái điều kiện tự nhiên là chất. Marana thâm mô chết là một điều tự nhiên. Marana thâm mô hít ta phải có sự chết. Marana anekito không thoát khỏi sự chết. Trong câu này, trong ba câu trên đó, chúng ta chỉ xài có một động từ âm hí thôi. Còn chúng ta cái chữ âm hí đó là một trợ động từ giống như động từ to be vậy đó. Nhưng mà hãy chúng ta xài bổ ngữ của nó phải luôn luôn là chủ cách tham mô anatito, chúng ta phải xài gì? Cho nên nếu mà chúng ta biết cho đủ khi mà chúng ta biết cho đủ thì chữ Maranatham Thamam Hít Maranang Anetito thì chúng ta biết là Maranatham Bo Maranang Anetito Âm Hít. Âm Hít động từ chúng ta để ở phía sau, động từ chúng ta phải để ở phía sau. Nhưng mà ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh đó là Đức Phật ngài dạy, ngài có cái lối hành văn như thế này thì cũng chúng ta học theo cái cách đó cũng được, nhưng mà chúng ta phải hiểu, bởi vì đó là cái tiếng Bali, đó là cách hành văn trong tiếng Bali, cấu trúc câu Bali, cú pháp nó phải là như vậy. Nhưng khi mà chúng ta học hiểu thì chúng ta phải làm sao chúng ta sắp xếp vào động từ. Sau này chúng ta học cái môn pháp cú á thì chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cái cách mà chúng ta bố trí lại cú pháp văn xuôi từ cái bài kệ để chúng ta có thể nhìn vào, chúng ta dịch nó dễ dàng, chúng ta dịch nó dễ dàng. À, thưa quý vị, một cái đó là ba pháp, tức là ta phải có sự già, ta phải bị già không thoát khỏi sự già, ta bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, ta phải chết không thoát khỏi sự chết. Còn cái câu thứ ba này mới là rắc rối khi mà dịch nè. Sape hi me pi ye hi ma na pe hi na na pha vu với na pha vu không có động từ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu chữ na na pha vu tức là cái tình trạng khác đi, na pha vu tình trạng mất đi. Nếu mà chúng ta nói tình trạng khác đi, tình trạng mất đi thì chúng ta xài chung cái nghĩa là cái sự biến diệt, hoại diệt, biến diệt, hoại diệt. Hoặc là chúng ta xài trong cái nghĩa là sanh ly tử biệt, sanh ly tử biệt. Mê là sở thuộc cấp của đại từ, nhân xưng đại từ âm hát là của ta.
hay là xài sử dụng cách là đối với ta. Tại sao xài sắp về hí sử dụng cách số nhiều, vì gì hí sử dụng cách số nhiều, mà nào về hí là sử dụng cách số nhiều? Tại sao vậy? Là bởi vì khi mà chúng ta xài na na pha vu với na pha vu là sanh ly tưởng biệt, chúng ta phải biệt ly xa liền với tất cả người thân người thương. Nghĩa là trong cái cuộc đời này, thưa quý vị, Đức Phật này dạy ta có tưởng đừng có ôm ấp, đừng có dính mắc, đừng có quyến luyến. Đây là người thân của ta, đây là những người ta thương yêu. Rồi khi mà người đó chết đi sanh ly tưởng biệt, cái tự nhiên mình khổ, mình phải luôn luôn phải quán xét. Lời Đức Phật này dạy rằng sape hi bi bi di hi mana pe hi na na tho vu vi da ta vu, đối với ta phải chịu sanh ly tử biệt với tất cả người thân người thương. Cái câu đó dịch như vậy gọn nhất và sáng nhất. Cái chữ pi di hi tức là chữ pi giá, có nghĩa là cái sự yêu thương hay là cái người yêu thương, mà ở đây gọi là thân ái. Ví dụ đức vua Vasenadi hỏi hoàng hậu Malika, đối với hậu ai là người thân ái nhất, thì hoàng hậu Malika mới nói rằng chính thần thiếp là người thân, là chỗ thân ái nhất của thần thiếp. Ông vua nghe vậy ông buồn, nhưng mà đến trường hoàng hậu Malika hỏi, còn đại vương, đại vương nghĩ ai là người thân ái nhất trong cuộc đời này? Thì ông vua cũng nói là trẫm thương yêu chính bản thân nhất. Thì cuối cùng thì ông vua hiểu ra, ông mới nghĩ rằng ở đời ai biết mình là người thân yêu nhất thì hãy thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Cũng như cái câu mà Đức Phật ngài dạy, Atananche bi dân, bi dân là bi giá đấy thưa quý vị, bi dân trên nhà, rắc hay gia năng su rắc hay tặng. Nếu biết mình là chỗ thân ái thì phải khéo vậy về chính mình, không ai thương ta bằng ta hết. Thì do nếu mà biết thương chính bản thân ta, chính bản thân mình, thì mình phải khéo vậy về lấy một cách là tu tập những cái thiện pháp. Tin năng anh ta răng gia măng và tích chắc gây gia bà đi tô. Còn có cố nguyên thì Đức Phật dạy Atanang chê bi dân chê nhà rắc hi dây năng sơ rắc hi tăng. Tin năng anh nhà ta răng gia măng và tích chắc gây với bà đi tô. Bà đi tô, nếu biết mình là nơi thương yêu, hãy khéo bà với mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức, tức là trong ba canh của cuộc đời là ấu niên, trung niên, lão niên, là mình phải tỉnh thức, tức là mình phải có cái sự nhận thức tu tập trong thiện pháp, từ bỏ những ác pháp, thì như vậy mới gọi là thương yêu chính mình. Thì như vậy trở lại vấn đề đó, là chúng ta phải quán tưởng luôn luôn là đối với người thân người thương, với tất cả người thân người thương là mình phải sanh ly tử biệt. Cuộc đời nó vô thường mà quý vị, vật đổi sao dời, quý thuộc, có lúc thịnh cũng phải có lúc suy. Lúc mà còn quý thuộc, bên nội bên ngoại họ hàng, cậu cô dì chú bác cha mẹ, anh chị em đông đúc, hàng năm tụ họp lại gọi là hội họp dòng tộc á,
vui vẻ hỷ hạ. Nhưng mà qua năm 10 năm sau bắt đầu thân bằng quyến thuộc sanh ly tử biệt, liễn yếu đi, thưa thớt đi, thì chúng ta luôn luôn phải có cái sáng tưởng. Rồi ở đây thưa quý vị, trong cái câu cuối cùng đó, Đức Phật này dạy kamasakamhi. Cái chữ kamasako do chữ âm hi, giống như cái cú pháp hồi nãy chúng ta nói với quý vị gì, chữ âm hi ở đây là một động từ, động từ tu vi, nó trợ động từ là, chữ âm hi kamasako âm hi kamadaya do kamayoni kamapanthu kamap patisarno. Cái này là cái phức hợp ngữ kamasako. Kamasako có nghĩa là chữ sakka, sakka có nghĩa là sở hữu hay là tài sản. Có sở hữu là nghiệp, hay là có tài sản là nghiệp. Kamadayado, chữ dayado có nghĩa là của thừa tự, của thừa tự, giống như là ở ngoài đó, khi mà cha mẹ chết để chia cho con người một công đất, công đất, người cái nhà, thì vậy đứa con nào mà lãnh cái phần đó gọi là của thừa tự. Của thừa tự ở đây là đa gia đắc, mà chúng ta có của thừa tự là chữ kamma, là nghiệp. Kamayuni, chữ yuni thưa quý vị được dịch là thai tạng, dịch là thai tạng. Cái chữ yuni cũng là một từ lắt léo lắm mà, chứ không phải là chuyện đơn giản. Ồ, chúng tôi cũng quên nữa, nhắc cái chữ này mai mốt sự thay đẳng đem cái chữ này ra là đố vui Bali vô địa học cũng mệt mỏi lắm quý vị. Chữ yuni, yoniso manasikara, thì trong trường hợp nghĩa nó khác, chữ yuni nghĩa nó khác. Còn chữ yuni mà xài trong cái nghĩa thông thường, ví dụ như những cái đền thờ và lớp môn giáo thờ thờ cái yuni và chữ ly gá đó, chữ yuni là nghĩa khác, thờ cái sinh thực khí, yuni và linh giác nó khác. Còn chữ yuni trong trường hợp này đó tức là chatasso yoniyo, tức là bốn sanh loại andacha noãn sanh, chalabucha là thai sanh, sanseracha là thấp sanh, và opapatika là quá sanh, loãng thai thấp quá, là bốn cái yoni, bốn sanh loại. Cái chỗ này đó lại chữ yoni có nghĩa gì? Thì ở đây đó, cái chỗ yoni mà trong cái câu mà kamma yoni là chúng ta phải hiểu là thai tạng. Nghiệp là cái chỗ sanh sản. Cái nghiệp là chỗ sanh sản. Bây giờ chúng sinh mà muốn tái sanh ở chỗ khác, làm người trời phạm thiên, làm phạm thiên, làm chư thiên, làm người, hay là làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ưu tu la, mỗi một cái loài, mỗi một du lý, nõn thai thấp quá đó đều là do nghiệp phân định cả, nghiệp sắp xếp hết. Cho nên ở đây chữ du lý trong nghĩa là thai tạng, nghiệp là thai tạng. Kamapanthu chữ bút có nghĩa là bà con và quyến thuộc. Mình ra đi là mình phải bỏ lại quyến thuộc hết, nhưng mà có những quyến thuộc mà đi theo sát mình, đó là nghiệp, đi theo sát mình như bóng không rời hình, như bánh xe theo chân của con bò kéo xe vậy. Cầm mắt
Patisarano. Patisarano có nghĩa là cái chỗ y cứ, hay là cái chỗ nương tựa. Như vậy cái chỗ nương tựa chúng sanh trong dục sanh tử luân hồi đó, hay là cái chỗ y cứ, tức là chỉ cho nghiệp. Như vậy kamasakam hikamada yado kamayudi kamapanthu kamapatisarano, mình là quán tưởng rằng ta có nghiệp là tài sản, có nghiệp là của thừa tự, có nghiệp là thai tạng, có nghiệp là quý thuộc, có nghiệp là chỗ y cứ, là chúng ta nên quán tưởng năm điều đó. Nhưng ở đây cái câu chót á, yang kamang krisami kalayanang qua pa pakang qua, ta tạo nghiệp gì, hay là ta tạo nghiệp tốt xấu gì, tassada yo do phawisami, thì ta sẽ thừa hưởng cái quả của nghiệp ấy, ta sẽ thừa hưởng cái quả của nghiệp ấy. Chúng ta nhớ cái năm điều quán tưởng nó là gì. Ở đây chúng ta xin được chia sẻ với quý vị về ngữ nghĩa của cái đoạn Pali Nhật Hành. Cái này chúng ta phải học thuộc lòng, mỗi ngày chúng ta mỗi tụng, khi mà chúng ta tụng cái đó xong thì chúng ta có thể tụng tiếp cái ý nghĩa Phật xưa rằng kiếp nhân sinh, hoặc là chúng ta học một bài khác, bữa nay tụng bài này, mai tụng bài khác. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải từ sách ra đó, chúng ta phải học, nhưng mà phải học Pali. Chakra tham mâm hi cha răng a đê ti tô bia thi tham mâm hi bia thi ngà đê ti tô marana tham mâm hi marana ngà đê ti tô sắp bê hi bê phi dĩ mana pe hi na na pha vô hi na pha vô kham mát kham hi kham mát đa ya đô kham ma yô li kham ma pan thu kham ma pa ti sa lô yang kham mang kri sa mi kala ya năng qua pa pa kham qua ta sa đa ya đô pha vui sa mi. Chúng ta phải học thuộc lòng qua đó. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc cái phần trình bày của chúng tôi trong cái mục Pali Vô Địa Học và Pali Nghi Thức Nhật Hành. Giờ đây xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để hướng dẫn Pali văn phạm Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Hòa Thượng Tư Sư với pháp thoại vừa rồi. Và bây giờ để Thượng Hòa Thượng đi nghỉ, còn lại thì sư đệ và chư tăng sẽ lo. Thượng Tọa Thư Quyền ơi, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thư Quyền nghe được xin thì tôi khoan hỷ giúp hướng dẫn đại chúng tụng khoảng 3 hay là 10 lần đoạn kinh trên năm pháp quán. Bạch Thượng Tọa, không biết Thượng Tọa Tư Quyền có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Có lẽ Thượng Tọa Tư Quyền không có mặt ở trước máy. Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Từ Tri khoan hỷ giúp đọc cho 10 lần và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đức Thầy Đức cũng như các vị khác đọc cho bài hôm nay. Đức Thầy Tri có nghe được không? Đức Thầy Tri có khi đọc cho. Nhưng kính lên lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư vị giảng sư đang có mặt trong lớp học, chờ đại chúng xin phép đọc kinh Năm Pháp Quán. Chà ra tham mâm hi chà răng an ti to chà thi tham mâm hi ya thiên an ti to marana tham mâm hi marana an ti to sa pe me pi ye mana pe na na pa vo vi na pa vo kamma sak hi kamma da ya do kamma jo ni kamma bandhu kamma pati sarano yang kam mang kare sam kaliyanang wa papakang wa tasadaya do pagwisami chandra tham mam hi charang anati to jati tham mam hi jati anati to marana tham mam hi maranang anati to
Sape me piye mana pe na na pa bo vi na pa bo kamma sa kamhi kamma da ya do kamma jo ni kamma pantu kamma pati sarano yam kamma karisam kaliya nang wa pa pakam vata sada ya do pavisami Chakra tham mam hi charang anati to jati tham mam hi jating anati to marana tham mam hi maranang anati to sape me piye mana pe hi na na pa bo hi na pa bo kamma sakam hi kamma da jado kamma yoni kamma bandhu kamma pati sarano yang kamma karisa Nikaliyanang wa bapakang wa ta sadaya do pagwisami Chakra thammam hi charang anati to Pjati thammam hi pjating anati to Marana thammam hi maranang anati to Sape me vije manabe hi nana pavo Vina pavo Kamma sakam hi kamma da jado kamma yoni kamma bandhu kamma pati sarano yang kamma karisam kaliyanang wa papakang wa tasada jado pavisami Chakra thammam hi charang anati to pjati thammam hi pjating anati to marana thammam hi maranang anati to sape me piye mana be na na pa bo ki na pa bo kamma sakam hi kamma da ya do kamma yo ni kamma pati Bantu kamma pati sarano yang kammang karisam kaliyanang wa papakang wa tasadaya do pavisami Chakra thammam hi charang anati to Jati thammam hi jating anati to Marana thammam hi maranang anati to Sape me piye manape hi na na pa bo hi na pa bo Kammasa kammi kamma daya do kamma yoni kamma bantu kamma pati sarano yang kamma karisami kaliyanang wa bapakang wa tasadaya do pavisami Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ vì chẳng dành riêng ai xuân sanh rồi cũng tàn phai thời hoa mộng tựa sương mai đầu cành tâm thần tư đại hiệp thành ơn đau tật bệnh thường tình xưa nay dù cho thoáng ngắn dài cổ kim nào kẻ thoát tay tử thần ngưỡng ly biệt người thân trăm năm bao lượt khó ngăn lụy nọa mỗi người riêng nghiệp thiểu đa từng nghe bể khổ phải qua một mình tử sinh nói tiếp tử sinh trầm luân khởi tử vô minh cõi buồn tri nhân hiểu lẽ vô thường tỉnh cần tu tập thẩm đường vô sanh dạ kính thỉnh đại đức tiểu đức tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính đến lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tư Huy, Thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào bà cụ tư nữ, mến chào toàn thể đạo tràng trong bài kinh Năm Pháp Quán. Cha ra tham mầm hít cha rằng anati to ya thi tham mầm hít ya thinh anati to marana tham mầm hi maranang anati to sape hi me pi ye hi mana be hi na na pha wo vi na pha wo kamma sa kam hi kamma da ya do kamma yo ni kamma ban thu kamma pati sarano yang kammang Karisami kalayanang wa papakang wa tasadaya do pavisami Chara thammam hi charang anati to pyati thammam hi pyating anati to marana thammam hi maranang anati to Sape hi me piye hi manae hi nana pa vina pa vo kamma sakam hi kamma da ya do kamma yo ni kamma bandhu kamma pati sarano
yang kam mang kare sa mi kala ya nang wa pa pa kang wa ta sa da ya do pa we sa mi chara tham mam hi charang anati to ya thi tham mam hi ya thing anati to marana tham mam hi maranang anati to sappe hi me bi ye hi mana be hi na na pha wo vi na pha wo kamma sakam hi kamma da ya do kamma yo ni kamma panthu kamma pati sarano yang kammang kare sa mi kala ya nang wa pa pa kang wa ta sa da ya do pha we sa mi Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lâm đều khổ lụy chẳng dành riêng ai, xuân sanh rồi cũng tàn phai, thời hoa mộng tựa sương mai đầu cành, tâm thần tư đại hiệp thành. Ôi đau tật bệnh thường tình xưa nay, dù cho thọ mạng ngắn dài, cổ kim nào kẻ thoát tai tử thần, người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lượt khó ngăn lệ nhòa, mỗi người riêng nghiệp thiểu gia, thiểu đa, rừng mê bể khổ phải qua một mình, tử sanh nói tiếp tử sinh, trầm luân khởi từ vô minh cội nguồn, trí nhân hiểu lẽ vô thường, tinh cần tu tập thẳng đường vô sanh. Dạ con xin hết, kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo và con kính lễ chư Tăng và chư Phật tử có mặt trong đạo tràng. Con xin đọc. Cha ra tham mom hi cha rang anati to ya da tham mom hi cha din anati to ma ra na tham mom hi ma ra nang anati to sa be hi me pi ye hi ma na pi na na pha vô vi na pha vô cam ma sa cam hi cam ma da ya do cam ma yo ni cam ma bang du cam ma pati sarano yang cam mang karisa mi kan ya nang va ba ba kan va ta sa da ya do pa vi sa mi cha ra tham mom hi cha rang anati to ya da thi tham mom hi ba di anati to ma ra na tham mom hi pa ra nang anati to sa be hi me bi ye hi ma na be hi na na pa vo vi na pa vo cam ma sa cam hi cam ma da ya do cam ma yo ni cam ma bang du cam ma pati sarano yang cam mang kari sa mi kan ya nang va pa pa kang va ta sa da ya do pa vi sa mi cha ra tham hôm hi cha rang anati to ya tha tham hôm hi ya din anati to ma ra tham Marana tham mom hi paranang anati to sa be hi me pi ye hi mana pe hi mana pa vo vi na pa vo cam ma sa cam hi cam ma da ya do cam ma yo ni cam ma bang do cam ma pati sarano yang cam mang kari sa mi kan ja nang ba 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 kang ba ta sa da ya do pa vi sa mi Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ lụy chẳng dành riêng ai, xuân sanh rồi cũng tàn phai, thời qua mộng tựa sương mai đầu cành. Tấm thân tứ đại hiệp thành, ốm đật bệnh thường tình xưa nay, dù cho thọ mạng vắng ngắn dài, cổ kim nào kẻ thoát tai tử thần. Người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lượt khó ngăn lễ nhòa, mỗi người riêng nghiệp thiểu đa, rừng mê bể khổ phải qua một mình. Tử sanh nối kiếp tử sanh, trầm luân khởi tử vô minh cội nguồn, trí nhân hiểu lẽ vô thường, tinh cần tu tập thẳng đường vô sanh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mật, con đã đọc xong, xin mời người kế là cô tu nữ Tuệ Duyên, xin mời. Dạ, sa thú lành thai, nhà con kính tri ân đại đức. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào đại chúng. Và bây giờ con xin đọc bài Năm điều quán thưởng. Và cảm ơn cô Nhật Pháp. Cha ra tham mầm hi cha rằng anati tô gia thi tham mầm hi gia thình anati tô
Marana tham mom, hi marana anati to. Sabbe me bi ye mana be na na pa wo vi na pa wo kam mat sa kam mi kam mat da ya do. Kam mi yo ni kam mat ban tu kam mat pati sa ro no yang kam mang ka ri sa mi ka na ya nang wa ba ba kang wa ta sa da ya do pha vi sa mi. Cha ra tham mam hi cha rang anati to ya thi tham mam hi ya thin anati to ma ra na tham mam hi ma ra nang anati to sa be me bi ye ma na be na na pa wo vi na pa wo kam ma sak kam hi kam ma da ya do kam ma yo ni kam ma ban thu kam ma pa ti sa ra no yang kam mang ka ri sa mi ka na ya nang Qua ba ba căng qua ta sát đa ya đô phật quý sa mi cha ra tham mom hi cha rằng anati to ya thi tham mom hi ya thin anati to ma ra na tham mom hi ma ra năng anati to sa be me bi ye hi ma na be hi na na pa wo vi na pa wo cam mắt sắc cam mi cam mắt đa ya đồ cam mắt vô ni cam mắt bàn thu cam mắt bát thi sa ra nô văn cam măng ca ri sa mi ca na ya năng và ba bát căn và ta sắc đa ya đồ và uy sa mi dạ cho xin bài tiếng Việt dạ cảm ơn cô Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ lụy chẳng lành riêng, chẳng dành riêng ai. Xuân sanh rồi cũng tàn phai, thời hoa mộng tựa sương mai đầu cành. Tâm thân tư đại hiệp thành, ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay. Dù cho thọ mạng ngắn dài, cổ kim nào kẻ thoát tay tự thần. Dạ hết rồi hay sao ạ? Còn đoạn nữa sao? Dạ cảm ơn cô. Người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lượt khó ngăn lệ nhòa. Mỗi người riêng nghiệp thiểu đa, rừng mê bể khổ phải qua một mình. Tự sinh nối tiếp tự sinh, trầm luân khởi tự vô minh cội nguồn. Trí nhân hiểu lẽ vô thường, tinh cần tu tập thẳng đường vô sanh. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Như Pháp. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Thanh Thủy. Dạ con cảm ơn cô Thùy Duyên. Con Thanh Thủy kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc năm pháp văn. Cha ra tham hi cha rằng an na ti to ya thi tham ya hi mom hip ya tin anati to marana tham mom hip marana anati to tập thế hi me chi ye hi mana chi ye hi na na pha yo hi na pha yo cam mắt mắt cam mom hip cam mắt da da do cam mắt yo hi cam mắt ban hi cam mắt tắt đi Sa ra no yam cam mang karissa mit cam ya nang hoa pa pa cang hoa pa sa da ya do pa vis sa mi. Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ lụy cảnh dành riêng ai, xuân sanh rồi cũng tàn phai, thời qua mộng tự sinh mai đầu thành. Tấm thân tứ đại hiệp thành, ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay. Dù cho thọ mạng ngắn dài, cuộc kim nào trẻ thoát thai tử thần. Người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lượt bó nát lệ nhòa.
Mỗi người sinh nghiệp kiểu đa, từng nơi để khổ phải qua một mình, tự sinh nội kiếp tự sinh, trầm luân khởi tự, thương minh tội nguồn, diễn nhân dễ lãi, vô thần tư tập, những người vô tâm. Các con đã đọc thông tâm chính chuyên đại tràng, ở đây chính là xin mời. Dạ, sa thú, cảm ơn Sĩ Thanh Thúy. Dạ, cảm ơn cô Như Như Pháp. Dạ, con xin được đọc ạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu, con xin được đọc. Ya ra tham mam hi ya rang anati to ya thi tham mam hi ya thim anati to ma ra na tham mam hi ma ra nang anati to sap be hi me pi ye hi ma na pe hi na na pa yo Vina pha bồ cầm ma sắc cầm hi cầm ma đà gia đồ cầm ma dồ ni cầm ma bàn thu cầm ma ba ti sa ra nô yang cầm mang ca ri sa mi ca li gia năng wa pa ra pa pa căng wa sa đà gia đồ pha vi sa mi. Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ lụy chẳng rành dành riêng ai, xuân sanh rồi cũng tàn phai, thời hoa mộng tựa sương mai đầu cành, tấm thân tứ đại hiệp thành ốm đau bệnh tật thường tình xưa nay, dù cho thọ mạng ngắn dài cổ kim nào kẻ thoát tay tử thần, người thân ly biệt người thân trăm năm bao lượt khó ngăn lệ nhòa, mỗi người riêng nghiệp thiểu đa, rừng mê bể khổ trải qua một mình, tử sinh nối tiếp tử sinh, trầm luân khởi tự vô minh cội nguồn, trí nhân hiểu lẽ vô thường, tinh cần tu tập thẳng đường vô sanh. Dạ con xin hết, con kính gửi mic lại cho quý vị. Nam mô Bụt Tha giá. Chào Vân Ca, xin kính trân trọng tổng đức và quý đạo hữu. Cô Như Quỳnh, cô Như Pháp, dạ xin mời cô Như Pháp đọc giọng. Dạ. Dạ con kính tri ân sư phụ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như phước, kính chào đạo tràng và cảm ơn Quang Việt Thanh Thủy cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn cô Phong Lan. Cha ra thầm mồm hi cha rằng anh a tị tơ pi gia hi thầm mồm hi tại gia thiên anh a tị tơ ma ra na thầm mồm hi ma ra năng anh a tị tơ sa bê hi mê bi dê hi ma na bê hi na na pha vô vi na pha vô cầm a sa cơm hi cầm a đa gia đô đô ni cầm a ban thu cầm a ba tị sa ra nô dân cầm măng ca ri sa ni can đa gia năng qua ba ba căng qua ta sa đa gia đô pha vi sa mi. Phật xưa rằng kiếp nhân sinh na lắm điều khổ lì chẳng dành riêng ai, xuân sanh rồi cũng tàn phai, thời hoa mộng tựa sương mai đầu cành, tâm thân tư đại hiệp thành, ôm đau tật bệnh thường tình xưa nay, dù cho thọ mãn ngăn dài, cổ kim nào kẻ thoát tay tử thần, người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lượt khó ngăn lệ nhòa, mọi người riêng nghiệp thiểu đa, rừng mê bể khổ phải qua một mình, từ sanh nơi tiếp tử sinh, trầm luân khởi sự vô minh cội nguồn, trí nhân hiểu lẽ vô thường, tinh cần tu tập thẳng đường vô sanh. Nam mô Bụt Tha giá, con kính tri ân quý ngài và Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng, con cưng dân mít đến sư phụ ạ. Sao thưa, kính thưa chư tôn đức,
và quý Phật tử, người đọc tin vừa rồi bây giờ thì chúng ta bước qua lớp Pali. Nhưng mà có lẽ nhưng có Thượng tọa Pháp Tân và Thượng tọa Tuyên Quyền không biết là Thượng tọa Tân và Thượng tọa Tuyên Quyền có nghe được không? Nếu nghe được thì xin thỉnh quý ngài mỗi vị chia sẻ Phật pháp khoảng 5 phút với một câu hỏi. Xin hỏi Thượng tọa Pháp Tân và Thượng tọa Tuyên Quyền có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua bài học hôm nay. Hôm nay là ngày mà chúng ta học về biến cách của các tỉnh từ. Cái nguyên tắc chung của tỉnh từ hay là tính từ ở trong Pali đó là tính từ thì nó phải tương ứng với danh từ ở trong ba phương diện, đó là về giống, ví dụ như nam tính, nữ tính, trung tính; về số, số ít số nhiều; về cách, như là tám cách. Thì thứ gì vậy? Một cái hình thức tính từ mà quý Phật tử sẽ gặp rất nhiều khi mà đọc ở trong Pali đó là những tính từ tận cùng bằng quanh tú và man tú. Những tính từ này thường là chuyển tải một cái trạng thái mà chúng ta có thể gọi là nổi trội hay là ưu việt, đã là đặc biệt cái gì đó, thì cái đó thường đi với chữ quanh tú hay là man tú. Bây giờ thì chúng ta nói như vậy là những cái tính từ này nó có thể xuất hiện đối với tất cả danh từ thuộc cả ba tánh, nam tánh, nữ tánh, trung tánh. Giống như là khi quý vị học thắng pháp có cái thuộc tánh gọi là tự tha. Tự tha là đi với thiện thì ra thiện, đi bất thiện bất thiện. Thì ở đây ngược lại là đây là những cái tính từ nó đi với cả ba tánh. Nếu nó đi theo trung tánh thì nó chia thành trung tánh, mà nam tánh chia thành nam tánh, nữ tánh chia thành nữ tánh. Bây giờ chúng ta cũng giống như những bài học trước, chúng ta tạm lấy những danh từ nam tánh trước. Và trong danh từ nam tánh thì chúng ta lấy một chữ là mẫu là guna quanh tú. Guna quanh tú ở đây thì thật ra chúng ta dịch là có giới hạnh, có đạo đức, là tại vì đó là theo bản tiếng Anh. Nhưng mà trong cái bài học này thì chúng tôi cũng nói thêm là chữ guna chỉ cho đức hạnh, và chỉ cho đức hạnh. Chúng ta có chữ sila quanh tú là giới hạnh, và bởi vì phân biệt giới hạnh nó khác với đức hạnh. Một người có giới hạnh không nhất thiết là có đức hạnh, và một người có đức hạnh không nhất thiết là có giới hạnh. Chúng ta học với Hòa Thượng Thầy Siêu riết thì chúng ta cũng phải nói cho nó kỹ lại chút xíu. Cái đức hạnh đấy là một người có cái cá tính tốt. Thí dụ như là một người phụ nữ mà siêng năng, mà biết lo cho gia đình. Người phụ nữ không có ngồi lê đôi mắt, gọi là người phụ nữ có đức hạnh. Nhưng một người có giới hạnh lại là một người có thọ trì như là năm giới, hay thường thọ trì bảo quan trai giới. Thì có những người họ có giới hạnh mà họ không có đức hạnh. Dạ, tức là họ có giới, có dựng cụ giới hay bắt quan trai giới,
nhưng mà họ gì là một lẽ, nhưng mà ở nhà thì họ lại không phải là một người siêng năng quán xuyến, hay là họ không có chăm sóc cho cha mẹ bên chồng bên vợ vân vân. Thì ở đây chữ Gunas Van Tú đó nó thuộc về bích tánh, và Sila Van Tú lắc lên trường học nó thuộc về sự tu tập và sự tu tập phát nguyện. Có những người tính họ không tốt lắm, nhưng mà họ lại chịu giữ giới, chịu tu. Mà có những người á, họ về cá tính, nhưng mà họ lại không giữ giới. Thành ra người bình thường thì họ nói rằng đức hạnh là giới hạnh đó là chung, nhưng mà ở trong Phật Pháp và trong danh từ Phạn ngữ thì phân biệt riêng. Là Gunas Van Tú là người có đức hạnh, và Sila Van Tú là người có giới, có giới hạnh. Mặc dù đôi khi nhắc chung là thì ở đây nó cũng chia theo 8 cách, và số ít thì số nhiều, và theo chia 5 tánh. Gunas Van Tú chủ cách số ít là Gunawa, Gunas Van Tú. Số nhiều là chủ cách số nhiều là Gunas Van Tú, Gunas Van Tá. Khô cách Gunawa, Gunawa, Gunas Van Tá. Khô cách số nhiều là Gunas Van Tú, Gunas Van Tá. Đối cách số ít là Gunas Van Tăng, Gunas Van Tú. Số nhiều là đối cách số là Gunas Van Tú, Gunas Van Tê. Sở dụng cách số ít là Gunas Van Tá, Gunas Van Tê nữa. Sở dụng cách số nhiều Gunas Van Tê hí. Và một lần nữa thì thỉnh thoảng chúng ta có gặp chữ Gunas Van Tê phí, nhưng mà chúng tôi nhắc lại là chữ này thuộc về cổ văn xưa, ít xài, bây giờ ít xài, ít có thông dụng, nhưng mà có Gunas Van Tê phí. Xuất xứ cách số ít là Gunas Van Tá, Gunas Van Tê nữa. Xin lỗi, Gunas Van Tâm Ha, Gunas Van Tá Sma. Xuất xứ cách số nhiều là Gunas Van Tê hí. Và chúng ta cũng có cái chữ mà ít xài mà theo cổ văn là Gunas Van Tê phí. Chỉ định cách số ít là Gunas Van Tô, Gunas Van Tá Sá. Chỉ định cách số nhiều là Gunas Van Tăng, Gunas Van Tá Nắng. Sở thuộc cách số ít là Gunas Van Tô, Gunas Van Tá Sá. Sở thuộc cách số nhiều là Gunas Van Tá Nắng, Gunas Van Tá Nắng, Gunas Van Tăng. Định sở cách số ít là Gunas Van Tí, Gunas Van Tê, Gunas Van Tâm Hí, Gunas Van Tá Smim. Và định sở cách số nhiều là Gunas Van Tê Sú. Đó là chia của chữ này. Mình nên để ý là cái biến cách của cái biến cách trên mà chúng ta vừa đọc nó giống như là cái biến cách của danh từ tâm tánh mà nó gọi là hiện tại phân từ tận cùng bằng NNTA mà chúng ta đã từng học. Những tính từ tận cùng bằng manh tú biến cách giống như là chắc khu, tức là giống như danh từ nam tánh mà bị người ú như là chắc khu ma, chắc khu manto và vật, tức là cái quanh tú và cái manh tú thì nó có hai cái chia khác nhau. Cũng hai cái thứ tỉnh từ mà tận cùng bằng manh tú và quanh tú và manh tú đó. Trên phương diện trung tánh thì nó gần giống như là nam tánh, chỉ khác có hai cái cách là chủ cách và đối cách. Chủ cách là ở đây dùng cái chữ ô cha quanh tú. Ô cha quanh tú là bổ dưỡng, giống như đồ ăn bổ hay là uống thuốc bổ chẳng hạn. Thì chủ cách số ít là ô cho quan tấn, số nhiều là ô cho quan ta ní. Đối cách là ô cho quan tấn, số nhiều là ô cho quan ta ní. Những cách còn lại thì giống y ở phía trên, trên phương diện trung tánh. Rồi
cúng chữ Gunavati. Trong khi chuyện nữ tính, mà nếu mà nói tận cùng bằng quanh tú và manh tú, thì nó biến cách nó giống như dịch nữ tính, mà có vị ngữ y, y dài, y, như là Kumari, dạ, Kumari. Thì thật ra thì nó không có khó nhiều nếu chúng ta đã học, mà nó tương tự, chỉ có một vài điểm là quý vị lưu ý là có đôi khi nó khác một chút về chủ cách, về đổi cách. Và nếu chúng ta không khéo mà chúng ta tưởng nó giống hết thì chúng ta sẽ sai. Dạ, nó có một khác đôi chút. Nhưng mà quý vị học quen rồi dễ nhận ra lắm. Bây giờ thì chúng ta đi qua một số danh từ, mà một số tính từ mà nó có tận cùng bằng quan túc và man túc. Thánh á là sản nghiệp, là tài sản, kho báu. Thánh á quan túc là giàu có, giống như một con người giàu có, một liên quan giàu có, một cái gì đó chúng ta dùng cả. Phát cơ quan túc, phát cơ quan túc, đúng ra đó cái chữ phát câu, chữ phát quả định hơi khó dịch chút. Chúng ta thường dịch là Đức Thế Tôn. Dạ, Đức Thế Tôn tức là đấng cao cả, nhưng mà như quý vị thỉnh thoảng nghe Hòa Thượng Tô Siêu hay nói là Ngài Tịnh Sử, Ngài dịch theo chữ Hán gọi là Cụ Thoại Đức Giả. Dạ, Cụ Thoại Đức Giả. Và trong tiếng Anh dịch là Blessed One, Anointed One, hay là Christ. Christ là Anointed One, tức là người may mắn, người được đãi ngộ, người có được phúc phận. Chữ Phakavato là người có đầy đủ phúc phận. Và chúng ta thường dịch Đức Thế Tôn. Cái chữ này nó cũng nhiều chữ, nhiều chữ bạc lắm, chứ không phải là ít. Chữ Phakavato là chữ rất thương để đề cập đến Đức Phật. Dạ. Có lẽ là khi nào chúng ta có lớp vui về để học, chúng ta đem điều này ra cho Thượng Tọa Thượng Sư nói một bữa. Yasavantu, Yasa là danh tiếng, Yasavantu là người nổi tiếng. Dạ. Ví dụ như một ca sĩ nổi tiếng hay một nhân vật nổi tiếng là Yasavantu. Kulavantu, chữ này thì đúng ra đó, cái chữ cú lóc anh tú nó phải dịch theo ở trong tiếng Việt, mà có cái chữ này mà không biết quý vị có khi nào nghe ta xài không, gọi là lương gia hay là con nhà gia giáo. Dạ, con nhà có nề nếp. Dạ, người gia giáo nề nếp đúng là danh giá. Có nhiều khi một gia đình danh giá đó, nó cũng có nghĩa là gia đình đó đàng hoàng, gia đình đó cao sang, nhưng mà thường là như đại gia hay có tiền. Nhưng mà chữ cú lá ở đây có nghĩa là tốt, như quý vị, tốt. Chúng ta gọi là lương gia hay là nhà gia giáo, gia giáo, lương gia, tức là có cái nề nếp gia phong tốt đẹp, gọi là cú lá quan túc. Và những người con trai mà xuất thân từ những gia đình như vậy gọi là Kulaputta, chúng ta gọi là thiện gia nam tử. À, trong chữ Hán có cái chữ thiện gia. Người Việt Nam chúng ta ít ai dùng chữ thiện gia, nhưng mà chúng ta dùng chữ lương gia. Lương là tốt, thiện gia. Con của những gia đình này gọi là thiện gia nam tử. Nhưng mà danh từ thiện gia nam tử thì không phổ biến bên ngoài, chỉ phổ biến cho Phật học thôi. Và chữ cú lá, vì chúng ta có chữ cú lá là người tốt. Sô tá quanh tú, sô tá quanh tú, sô tá là nghe, sô tá quanh tú là người biết lắng nghe. Người biết lắng nghe khác với đôi khi người ta cũng xài cái chữ người là thính giả, nhưng mà dịch chuẩn á là người biết lắng nghe. Dạ, người biết nghe. Ví dụ như là một người mà
sống mà lúc nào cũng nói mà không bao giờ biết lắng nghe. Còn có những người đó, họ lắng nghe, nghe để hiểu, nghe để cảm thông, nghe để cho người khác túc một tâm sự, gọi là sô tông bành túc. Si lắc bành túc, ồ cái chữ này nó là hồi nãy chúng tôi nói cú nông bành túc. Cú nông bành túc trên là người có đức hạnh. Còn si lắc bành túc thì người có giới hạnh. Giới hạnh ở đây tức là người có thọ ngũ giới hay bát quan trai giới. Hay là hoặc giả là cái người đó, họ có những quy tắc, những quy tắc về đúng giờ, quy tắc đó là làm đúng lời hứa, quy tắc đó là một cái bất cứ cái nguyên tắc gì đó, mà nguyên tắc đó là ví dụ như có những người họ có nguyên tắc là không bao giờ mà nhận của ai mà không đền đáp, cái đó nó cũng là si lắc bành túc. Dạ, tức người sống có nguyên tắc. Sát tha quanh túc là người có lòng tin. Dạ, sát tha quanh túc là người sống có lòng tin. Sát tinh bành túc là có chánh niệm, có chánh niệm, có tỉnh thức. Mà si lắc bành túc cũng là cái người biết nhìn lại chính mình, người biết nhìn lại chính bản thân cũng là si lắc bành túc. Chắc khuôn bành túc là người có mắt nhưng cũng là người biết nhìn. Thí dụ như là chúng ta nghe nói người đã biết nhìn đời, biết chọn bạn mà chơi, hay là người đó đi mua hàng mà có cái mắt để biết lựa cái nào là có phẩm chất cao thấp, chứ không phải đụng cái gì mua cái đó, gọi là chắc khuôn bành túc. Người có mắt, người biết nhìn đời. Ba la bành túc là người có uy lực, có quyền thế. Bành nhân bành túc là có trí, khôn ngoan. Quân nhân bành túc là người có phước, có phước, có phúc phận, có may mắn, gọi là bành nhân bành túc. Phá la bành túc là có kết quả, một cái đề án có kết quả, một sự theo đuổi có kết quả, gọi là phá la bành túc. Hi mắc quanh túc là tuyết sơn. Nhưng mà quý vị cẩn thận, phải rất cẩn thận, là tuyết sơn lẽ ra nó là một danh từ chung, nhưng mà tại Ấn Độ thì bởi vì cái rặng Himalaya quá nổi tiếng này, do vậy thế nhưng chúng ta ở Mỹ mình nói núi tuyết thì có nhiều núi tuyết, rằng Rocky Mountain cũng là núi tuyết, hay là núi cái rằng núi Alpine của bên Âu Châu cũng là núi tuyết. Nhưng mà tại Ấn Độ Himalaya hay là cái chữ Himawantuk, mặc dù chỉ là núi tuyết nước sơn, nhưng mà nó lại trở thành một danh từ đặc hữu, danh từ riêng. Danh từ riêng ở đây chỉ cho cái rặng Himalap sơn. Quý vị cẩn thận nha, cái này cẩn thận. Quanh đâu quanh tú là khởi sắc, hay là đa sắc, hay là sắc thấm. Sắc thấm nó là một thứ tỉnh từ chỉ cho cái gì đó mà có màu sắc, sắc sỡ, như sắc sỡ cũng là chữ, nhưng mà nó không phải là hoa què. Quanh nó quanh tú là thường mưa là có nét, hay là có khởi sắc, có ngoại hình đẹp. Quanh nó quanh tú pha nú mành tú là sáng chói, chiếu sáng hay tỏa sáng. Tỏa sáng, ví dụ như ta nói một người lên sân khấu mà người đó còn có sắc bóc tỏa sáng sân khấu thì cái đó gọi là pha nú bành túc. Phú thí bành túc là mẫn tiệp, biết rõ. Ở đây chúng ta gọi là người minh triết, người minh triết, người có cái tri thức cao. Chúng ta có chữ bút đó là Phật, bút đi là người tỉnh thức, hay là người biết thấy rõ. Bành thú bành túc là có quan hệ thân quyến. Ví dụ như là mình nói là một người
cô độc, khác với một người có thân huyết, một người có gia tộc. Và bên Ấn Độ họ quan trọng cái chữ manh thú anh tú. Manh thú anh tú là những người mà có dây mơ rễ má, họ hàng đông. Dĩ nhiên là họ hàng đông tệ, ít cả hiếp mình. Để rồi, đó là một số các tư vấn mà chúng ta học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bước qua bản dịch bài tập thứ bài tập thì chúng ta dịch ba câu tiếng Pali sang tiếng Việt. Balavantehi Pupatihi Arayo Barajita Honti. Bala là sức lực. Balavantehi ở đây tức là tính từ của chữ Pupati. Pupatihi là những vị vua. Những vị vua hùng mạnh. Những vị vua hùng mạnh. Arayo Barajita. Barajita là tận sức. Hồn tí. Barajita hồn tí là đánh bại. Và đánh bại. Arayo là kẻ, những kẻ thù. Những vua hùng mạnh đó, thì đánh bại những kẻ thù. Đó là câu câu đầu tiên. Xin lỗi quý vị, những kẻ thù Arayo, xin lỗi quý vị, Arayo là những kẻ thù, là chủ từ và chủ cách, những kẻ tội, những kẻ thù đánh bại những vị vua hùng mạnh. Xin lỗi quý vị, những kẻ thù, xin lỗi, những kẻ thù đánh bại những vị vua hùng mạnh, chứ không phải là những vị vua hùng mạnh đánh bại một kẻ thù. Những kẻ thù đánh bại những vị vua hùng mạnh. Những vị bỏ chỉ bị dịp cho những kẻ thù đánh bại vị vua hùng mạnh. Ở đây chữ Arayo đó là chủ từ. Chủ từ Arayo. Balavantehi Pupatihi là đối cách số nhiều. Câu số 2. Những kẻ thù đánh bại bởi những vị vua hùng mạnh. Bây giờ câu số 2. Ma dân chắc khu hí Phanu man tát sa. Quý vị còn nghỉ chờ chúng tôi chút xíu nha. Mà dân chắc khu đi, mà chắc khu hi, pha nu man tát sa suriyasa, rasmiyo o lo ke tung na sakoma. Mà dân chúng ta chắc khu hi là với những con mắt, pha tu man tát sa suriyasa, mặt trời chói sáng. Pha mô bệnh tát xa là chói sáng hay chiếu sáng, chói lọi. Ở đây chúng ta nghĩ là chói sáng. Suriyasa là mặt trời. Rasmiyo là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời chói lọi. Olo kế tục Olo kế tục na sakuma là không thể thấy. Không có thể thấy. Không thể thấy. Chúng ta không thể thấy ánh sáng
chói lọi của mặt trời với những con mắt của mình, với những con mắt của mình. Dạ. Chúng ta không thể thấy ánh sáng chói lọi của mặt trời với đôi mắt của mình, tức là tại mặt trời nó sáng quá, nó sáng sáng rực quá. Dạ. Sáng rực quá. Chúng ta không thể thấy những cái ánh sáng chói lọi của mặt trời với đôi mắt của mình. Đó là câu số 2. Câu số 3. Pikkhappo phakkhavata desitang thammang sutta satibanta pavitum vayanim su. Pikkhappo là các vị tỳ kheo. Dạ. Các vị tỳ kheo. Phakkhavata là bởi Đức Thế Tôn. Desitang thammang là pháp được giảng bởi Đức Thế Tôn. Dạ. Cái cụm từ Phakkhava Desitang thammang sutta. Sutta là sau khi nghe. Sau khi nghe pháp được giảng bởi Đức Thế Tôn, Pikkhappo là các vị tỳ kheo. Satimanta Pavitum Vajanim Su. Vajamo hay là Vajanim Su là trong cái sự với cái sự nỗ lực tinh cần. Dạ, tinh cần tu tập chánh niệm. Dạ. Và nỗ lực tu tập chánh niệm. Satimanta tức là Pavitum. Satimanta là sự tu tập của chánh niệm. Dạ. Vajanim Su là tinh cần. Những vị tỳ kheo sau khi nghe pháp được giảng bởi Đức Thế Tôn đã nỗ lực tu tập chánh niệm. Rồi bây giờ chúng ta qua câu tiếng Việt sang tiếng Bali, ba câu cho quý vị. Những bậc thánh sống trên tuyết sơn thỉnh thoảng xuống các thị trấn. Dạ, thỉnh thoảng. Ở chữ thỉnh thoảng này chúng ta chưa có học nên chi ở trong bài có thêm chữ này là thỉnh thoảng là kadachi. Dạ, kadachi là thỉnh thoảng. Dạ. Những bậc thánh này thường chỉ là Muni là bậc thánh, mà những bậc thánh chủ cách số nhiều là Munayo. Dạ, Munayo sống là Vasati, nhưng mà sống trên núi tuyết á là Himawante Vasanta. Dạ, Vasanta. Himawante Vasanta là Munayo Himawante Vasanta là những bậc thánh sống trên núi tuyết. Thỉnh thoảng đi xuống phố. Dạ. Thỉnh thoảng đi xuống phố. Tới phố là Nagare Kadachi Upasangkami, Upasangkamanti. Dạ, Upasangkamanti. Thì thường quý vị đọc ở trong kinh có chữ Upasangkami là sau khi đến hay là Upasangkamanti là đến với Đức Thế Tôn, đến gặp Đức Thế Tôn. Thì Upasangkamanti là đi đến Đức Thế Tôn. Kada chỉ là thỉnh thoảng. Dạ, cái câu này là Munayo Himawante Vasanta Nagare Kadachi Upasan Kamanti. Dạ. Là những bậc thánh sống ở trên núi tuyết thỉnh thoảng đi xuống phố hay là đi xuống thị thành. Dạ. Câu số 2. Những tu sĩ có chánh niệm thuyết pháp cho những cư sĩ có trí. Những tu sĩ có chánh niệm. Ở đây quý vị nhớ là lúc trước chúng ta hay dùng chữ Samana là chỉ các vị Sa môn nói chung, nhưng mà từ đây về sau thường tại vì mình có học danh từ năm tám diễn của Ú rồi đó. Thật ra chúng chữ Bhikkhu là chữ vị tỳ kheo. Thật ra khi về sau thì nói những vị tu sĩ, chúng ta nói những vị tỳ kheo có chánh niệm. Satimanta Pikkhappo
là những vị thầy có chánh niệm. Đề xê sung thâm mấn, dạ, đề xê sung thâm mấn là thuyết pháp cho những người cư sĩ có trí. Cái chữ cư sĩ đó là đúng ra đó là nam cư sĩ là Upasaka, nữ cư sĩ là Upasika. Nhưng mà cái chữ nam cư sĩ nó lại còn có cái nghĩa nữa, chưa chỉ chung cho tất cả cư sĩ và Upasaka. Thành ra khi nó thuyết pháp cho những vị cư sĩ đó, thì chúng ta luôn luôn xài Upasaka chứ không phải là cho nam cư sĩ. Như vậy thì dịch là Satimanta Pikkhavo là những vị tỳ kheo có chánh niệm, rồi những vị cư sĩ có trí tuệ là Panyavanta nắng, Upasaka nắng. Upasaka nắng là những vị cư sĩ có trí. Thuyết pháp là Thamang De Se Sung, Thamang De Se Sung đúng là gì, là đã thuyết pháp, dạ, đã thuyết pháp cho các vị cư sĩ. Satimanta Pikkhavo Panyavanta nắng, Upasaka nắng, Thamang De Se Sung. Rồi, bây giờ câu số 3. Những người may mắn có bạn đức hạnh và gia quyến. Dạ, những người may mắn thì có bạn đức hạnh và gia quyến. Những người may mắn là Punyavanta năng, Manusa năng. Dạ, Manusa năng. Bunyas, Bunyakwanta năng là người có phước, dạ, yeah. Hay là người hữu phước. Manusa năng là những người hữu phước, chủ cách số nhiều. Có là Athi, những người bạn. Những người bạn có đức hạnh. Bạn có đức hạnh, có đức hạnh là Gunawanta, bạn là Mitta, dạ. Và cũng có quyến thuộc là Bantamo. Cái chữ và trong tiếng Bali thường nó có đứng đầu vẫn giữa, thí dụ như là Mitta là bạn, mà và quyến thuộc thì có chữ chát, Bantamo chát, dạ, Athi. Thì câu là chào quý vị quan hiện trời, chúng tôi chút xíu. Ở trong tiếng Pali đó, cái chữ mà có đó, nó có nhiều chữ lắm. Chữ Athi cũng được, Phá Hoa Tí cũng được, Hồ Tí cũng được. Thành ra tùy, chúng ta muốn xài chữ nào cũng được, tùy theo chữ. Cái này là quý vị phải xài lâu, quý vị mới có thể quen được là xài cái gì. Thì chúng ta dùng cái chữ, bây giờ chữ Phá Hoa Tí. Yeah, ở đây là số nhiều là Phá Hoa Tí. Yeah. Punyavanta năng, Manusa năng là những người có phước á. Thì Gunavanta Mitta Cha Bantabo Pawanti. Bantabo Pawanti tức là những người có phước thì có bạn lành, có bạn, những người bạn có đức hạnh và có quyến thuộc. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu, chúng tôi copy cái chữ này cho quý vị. Câu này nó hơi quý vị nhớ cái động từ có trong tiếng Pali nó có nhiều chữ lắm. Punyavanta năng, Manusa năng là những người có phước. Gunavanta Mitta là bạn bè có đức hạnh.
banh tha vô và quyến thuộc. Pha hoành tí có. Dạ. Những người có phước á, thì có bạn bè tốt và có đông quyến thuộc và có quyến thuộc, không có cô độc mình. Câu đại khái như vậy. Thì thưa quý vị, đó là bài học ngày hôm nay. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đường Phật Pháp Bồ Tát Tâm. Ngày mai này chúng ta có lớp tăng chi bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tịch. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay. Xin thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, nhưng tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn Vios điểm trợ các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quỹ đạo hữu luôn an lạc các phường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.